Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2018. Chúng ta học tiếp theo phần lộ tục sinh. Khi mà nói về cái lộ tục sinh đó, thì chúng ta luôn luôn nhắc đến cái lộ cận tử là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhắc tới nghiệp. Mặc dù chúng ta chưa có học về cái phần nghiệp, nhưng mà sư cô cũng có nhiều lần nói đi nói lại về cái nghiệp này rồi. Thì tại sao mà chúng ta phải nói cái mối quan hệ đó như vậy? Bởi vì cái tục sinh của chúng ta có một sát na thôi. Mà một cái sát na này đó là cái sự quyết định của nó, là nó nằm ở hai cái yếu tố. Cái yếu tố cốt lõi mà nó chảy suốt trong cái luân hồi đó là cái yếu tố về nghiệp. Và cái yếu tố thứ hai đó là cái cận tử nghiệp, tức là cái lúc mà sắp chết. Bởi vì đây đó là khi mà cái cận tử nó đưa đến cái chết, tức là cái tâm tử nó phát sanh chỉ một sát na thì chấm dứt cái sự sống. Có một sát na thôi, thì một sát na liền đây là tái sanh. Thì cái tái sanh này đó, khi mà nó phát sanh đó, thì cái hoạt động của nó nằm trong cái lộ tục sinh này. Thì cái lộ tục sinh này nó gồm có 14 cái hậu kiếp, 5 cái tâm động tốc và 2 cái tâm mót. Thì như chúng ta biết á, là cái hậu kiếp là khi mà cái tâm quả tục sinh nó làm cái nhiệm vụ tái sanh của nó trong một sát na, thì liền cái công việc nó tiếp theo là nó bảo hộ cái kiếp sống của chúng ta, cho đến khi mà nó làm cái nhiệm vụ cuối cùng của nó là tâm tử đó. Thì cái này nó gọi là hậu kiếp. Nó chỉ có 14 sát na thôi. Thì sau đó là nó có tâm động tốc. Thì chúng ta biết cái tâm động tốc này đó, là nó là cái tâm tạo tác. Hay còn là gọi là cái tâm tác hành. Hay còn gọi là cái tâm tạo nghiệp. Cái hoạt động của nó vậy. Và cái chủ yếu của nó trong cái hoạt động này, cái chỉ huy trưởng của nó chính là sở hữu tư. Nó tạo nên nghiệp. Và hai cái tâm mót này, như cái từ của nó đó, là nó sẽ hỗ trợ cho cái phần cái tâm động tốc này, để cho nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó khi mà nó tạo tác. Như vậy chúng ta thấy đấy, chúng ta nhớ cái công thức này, tức là một giây đồng hồ nó có 250.000 tỷ sát na tâm sinh diệt. Như vậy khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau, 14 sát na sau, thì nó đã máy động cái sự tạo tác của nó rồi, tức là cái sự sống của nó đã máy động. Vậy thấy cái hoạt động của nó kinh khủng chưa? Thì như vậy đó, cái sát na mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau để cho cái thức tái sanh nó kết hợp vào đó, nó hình thành một cái thai bào và nó hình thành liền một cái lộ tục sinh. Cái lộ đây là cái đường đi, là cái dòng chảy của cái hoạt động tâm thức. Cứ một tâm này sinh diệt thì nó nối tiếp khác một tâm sinh diệt. Cái trước là nhân, cái sau là quả. Cái sau từ quả trở thành nhân để tạo tác ra cái quả tiếp theo, và nó đi cái con đường của nó là nó đã tạo tác rồi. Hoạt động của nó rõ ràng như vậy. Thì khi mà chúng ta có một cái nhìn chung như vậy đó, thì chúng ta nói khi mà nói đến cái tục sinh, tức là nói đến cái tái sanh này, là chúng ta nói đến hai điểm chính là nghiệp và cái lộ cận tử. Lộ cận tử thì như chúng ta đã học rồi đó, là nó gần kề cái chết, nó nằm ở đây. Thật ra nó kéo dài đó là lâu lắm á. Có những người ta hấp hối mấy ngày, rồi có khi hấp hối kéo dài một tiếng đồng hồ, có thể hấp hối trong một tiếng đồng hồ, rồi có thể là hấp hối chỉ có vài phút thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói cái lộ cận tử thì chúng ta nói cái điểm sát nút, cái điểm cuối cùng.
Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái năm cái tâm động tác cuối cùng của cái này, khi nó bắt cảnh nào thì cảnh đó in hình vào trong cái tái sanh. Và khi nó in hình như vậy là nó nằm trong cái hộ kiếp. Khi mà cái nó làm công việc tục sinh xong thì nó liền làm cái công việc tiếp theo của nó là hộ kiếp. Tức là nó diễn ra trong suốt cái kiếp sống của chúng ta. Cho đến cuối cùng thì cái giờ phút mà chúng ta chết á, thì cái tái sanh này nè, nó sẽ làm cái nhiệm vụ của nó là cái nhiệm vụ tử ở đây. Con đường của nó đi là như vậy. Thì vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy đó, cái dòng chảy của nghiệp nè. Khi mà đến tử nó chỉ ngắt quãng có một sát na thôi, nó mỏng cũng như là một cái tia sáng cắt ngang qua thôi, thì liền cái sự sống nó tiếp nối liền, thì cái dòng nghiệp nó đi tiếp. Cho nên dẫu cho chúng ta đó không có tin vào nhân quả, chúng ta không tin rằng là kiếp này khi mà chúng ta có mặt trên thế gian này, tất cả những gì mà chúng ta nhận được đều là quả của chúng ta, chúng ta không tin đi nữa, thì cái hoạt động của nó là như vậy mà. Cái dòng chảy của nghiệp này nó không ngừng nghỉ mà, nó chỉ cắt ở chỗ này. Và lần trước sư cô cũng giảng, tại sao cái chỗ cắt này là chỗ quan trọng, là bởi vì sao? Vì nó hủy hoại một cái hình hài. Nó hủy hoại một hình hài để nó làm gì? Nó tạo tác một cái hình hài mới. Nó giống như là hủy hoại một cái xe cũ để tạo sắm một cái xe mới. Còn cái xe mới đó nó hiện ra dưới cái hình thức nào là do nghiệp. Mà nó rõ nét nhất mà nó nằm ở chỗ cận tử. Cái giờ phút này nó bắt cái cảnh nào thì nó sẽ ở trong cái cõi đó, và nó có cái hình hài thích hợp với cái cõi đó. Cho nên cái xuyên suốt trong cái cuộc đời chúng ta là nghiệp mà thôi. Và cái tái sanh này á, nó nằm ở cái điểm cốt lõi ở chỗ nào? Cái tái sanh này nằm ở cốt lõi là chúng ta muốn sống. Cho nên á, là chúng ta đi tái sanh, thì trong cái cốt lõi của cái tái sanh á, nó bao giờ nó cũng có cái muốn sống trong đó. Nói khác hơn á, là chúng ta bám vào cái sự sống. Và khi chúng ta bám chặt vào cái sự sống thì chúng ta không còn biết cái gì khác hơn ngoài cái chuyện chúng ta muốn sống. Và vì vậy nó chính là cái tâm tham, tham ái. Chúng ta yêu sự sống, chúng ta muốn sống. Kể cả những người tự tử cũng là những người thiết tha muốn sống, nhưng muốn sống theo cái cách mà mình vừa ý hài lòng. Vì mình không chấp nhận một cái hiện tại nó gây bức xúc cho mình nhiều quá, nó cản trở nhiều quá, nó đưa mình đến tuyệt vọng, cho nên mình muốn chấm dứt nhanh để mình tạo dựng một cái sự sống khác. Chứ không phải là tự tử là không có bám vào cái sự sống. Ngay cả những người mà bị bệnh trầm cảm, không có tha thiết gì hết, không muốn ăn, không muốn mà không muốn gì hết, ai muốn sao cũng được, còn mình thì chẳng có muốn gì hết. Nhưng mà cái tiềm ẩn bên trong của nó vẫn là muốn sống. Muốn sống một cái đời sống mà mình thỏa được những cái ước muốn của mình. Và khi mình không có thỏa được và mình thấy là chung quanh nó đầy một cái bế tắc, cho nên mình lạnh tâm trong cái đời sống. Nhưng mà cái sự lạnh tâm đó nó chỉ là một cái dáng vẻ bên ngoài thôi. Còn thâm thẳm bên trong nó là muốn sống theo như cái mà mình yêu thích. Vì mình không đạt được và mình cảm thấy là bế tắc, mình cảm thấy tuyệt vọng, mình không có cái lối thoát, cho nên mình đi tới cái chỗ là trầm cảm. Vì vậy đó mà cái tục sinh này, cái tái sanh này nè, nó nằm trong cái muốn sống đó, nó nằm trong cái tham đó. Cho nên là chúng ta học về tứ đế thì
thì chúng ta hiểu rằng tham nó thuộc về tập đế. Gốc của đau khổ nằm đây, gốc của luân hồi nó nằm ở chỗ đây. Chúng ta bám vào, bám dính vào những cái chúng ta ưa thích, và chúng ta muốn tạo lập một cái đời sống như chúng ta muốn. Nhưng mà ai cũng muốn sống. Cho nên một trong những cái tâm mà nó xuất phát trong cái giờ cận tử đó, có những người người ta không có dính vào bất cứ cái gì hết đó, nhưng người ta không chấp nhận chết. Người ta biết rằng người ta không thể sống được, nhưng người ta vẫn mong mỏi rằng có một cái gì đó nó màu nhiệm để có người đến cứu người ta, ban một cái phép lành để người ta được sống. Và chính vì cái đó, cái cốt lõi đó nó đưa đến luân hồi. Và cái cốt lõi này trong cái giờ lâm chung mà nó mạnh nhất đó, thì nó sẽ tái sanh làm ma. Bởi vì nó không biết phải đi về đâu, và nó không biết phải làm gì khi nó rời bỏ cái thể xác này, và nó rời bỏ một cái đời sống quen thuộc mà nó đã từng sống. Và chính vì vậy đó mà nó luân hồi trong các cõi bằng cái con đường đi. Và cái gốc nó nằm đây, nó bám vào trong sự sống này. Và như vậy đó mà chúng ta đi mãi trên cái con đường luân hồi này, chúng ta không biết tại sao. Thì khi bây giờ chúng ta học vào trong giáo pháp, chúng ta biết tại sao. Và chúng ta cứ hỏi thâm thẳm trong lòng mình, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta rất muốn sống. Cho nên kể cả một cái người mà cái phước người ta thấp nhất đó, ngày ngày người ta không có thể dễ dàng mà tìm ra được một cái chỗ ăn, chỗ ở. Người ta phải sống rất là vất vả, nhọc nhằn, nhưng người ta vẫn muốn sống. Và cái đó đó là cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu, để chúng ta vẫn sống một cái đời sống trong luân hồi. Nhưng mà lần lần chúng ta sẽ biết là chúng ta nên bấm vào cái gì, và cái gì chúng ta nên nhẹ đi. Và thông thường đó là khi mà chúng ta sinh ra đời rồi đó, thì chúng ta bám vào cái người thân thiết nhất chúng ta là mẹ của mình. Bởi vì mẹ cho bú, mẹ săn sóc, mẹ bảo tồn cái sự sống cho ta, nên bám vào mẹ. Rồi bám vào tất cả những người thân trong gia đình. Rồi lớn lên cái vòng đai chúng ta cứ bám lần lần lần, mà rỡ rộng cái đời sống này. Trước là mẹ, sau nữa là cha, rồi ông bà, rồi anh chị em, nhân dân, tất cả những cái dòng đai đó càng lúc càng nới rộng. Chúng ta tạo một cái mối quan hệ đó để hình thành nên cái sự sống của mình. Trong đó mình là chính yếu. Và trong cái quá trình mà chúng ta hình thành nên một cái mối quan hệ đó, thì cái quá trình đó nó nằm trong cái ứng xử của chúng ta, và cái ứng xử đó chính là cái dòng nghiệp tiếp theo. Khi chúng ta nói nghiệp thì chúng ta cảm tưởng như là cái gì nó ở trong kinh điển, nó trong sách vở, nó không dính gì tới mình hết á. Thật ra đây là một cái từ ngữ chuyên môn thôi. Còn mình nói thường ra đó, thì tất cả những gì mình ứng xử trong đời sống, những gì mà nó khởi lên trong cái suy nghĩ của mình hằng ngày, mình ứng xử trong cái đời sống, thì tất cả đều là tạo nghiệp. Và cái nghiệp của nó chỉ chia ra làm hai phần rất là rõ rệt. Một cái thì nó đi vào con đường tiến hóa tâm linh, thì đó là thiện và thiện trí. Và đi vào cái con đường đau khổ, con đường thoái hóa, là con đường của tham sân si. Nó chỉ vậy. Giáo pháp nói rất là ngắn gọn và rất là rõ ràng như vậy, để chúng ta hiểu. Rồi chúng ta từ từ chúng ta mới đi vào trong cái chi tiết mà nó cực kỳ sống động, cực kỳ sinh động và cực kỳ biến động của tâm. Chúng ta không ngờ được. Và cái đời sống nội tâm chúng ta hàng ngày đó, nó giống như là nó ở ngay cái cửa biển vậy đó. Giữa những cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, nó cứ hòa quyện lẫn nhau, nó trộn lẫn hàng ngày như thế này. Mà chúng ta rất là khó phân biệt. Bao giờ chúng ta phân biệt được thì chúng ta sẽ đi vào con đường tiến hóa. Còn khi chúng ta không phân biệt được, tức là chúng ta đã bị ngăn che, bị vô minh, thì chúng ta phải phạm những cái lỗi lầm để mà gieo những cái khó khăn, để mà gieo những cái trắc trở, để gieo những cái bế tắc cho chính cái đời sống của mình, chứ không phải ai cả. Thì lần trước khi mà sư cô có nói về cái
vấn đề là cái đường luân hồi của mình nó thuộc về cái thập nhị nhân duyên. Thì sư cô có nói đến ba cái phần đầu, tức là vô minh duyên hành và hành duyên thức. Tức là do mình mù mờ, mình thiếu sáng suốt mà mình đã tạo tác ra. Mình tạo tác ra có cái đúng, có cái không đúng. Và đúng hay không đúng gì đó thì nó cũng cho ra cái quả cả. Tức là khi chúng ta tạo ra nghiệp thì cái nghiệp này đó là thiện hay nghiệp này là bất thiện thì nó đều cho ra quả cả. Cái công thức của nó, nếu mà nghiệp thiện đó, thì nó cho quả an vui. Còn nghiệp bất thiện thì nó cho quả đau khổ. Khi chúng ta gặp phải sự đau khổ trong cái đời sống này, dẫu cho chúng ta đó hành xử như thế nào mà nó đưa đến cái đau khổ cho mình đó, thì mình phải nhận ra ngay rằng mình có một cái gì đó không đúng. Mình có một cái gì đó nó lệch lạc, mình mới đau khổ. Còn nếu như mình đúng thì không bao giờ có đau khổ. Hiểu như vậy để mà chúng ta xem xét lại trong cái tâm của mình, mình biết cái chỗ nào đúng, cái chỗ nào không đúng. Cái đó nó thuộc vào cái trí tuệ sáng suốt của mình, và nó chính là cái phần thiện trí ở đây. Còn cái chuyện mà chúng ta tốt á là thiện. Một người tốt là một người thiện. Tốt nhưng có sáng suốt hay không là việc khác hết. Cho nên tốt mới là một cái căn bản thôi. Còn tốt mà có trí tuệ hay không, đó là cái việc thứ hai. Cho nên khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới nhận ra rằng là chúng ta sai ở cái chỗ nào để mà chúng ta làm tốt mà chúng ta vẫn đau khổ. Hoặc là chúng ta nó nhờ có trí tuệ mà chúng ta nhận thức ra rằng những cái quả mà chúng ta gặt gái trong cái hiện kiếp này là do hiện kiếp chúng ta vừa tạo ra hay là chúng ta đã gieo trồng từ những kiếp trước. Và chúng ta nhớ lại, chúng ta nhớ lại cái bài học này, là mỗi khi cái dòng tâm thức chúng ta khởi sanh lên một cái dòng tâm thức mới, thì khi nó cái lực nó mạnh mẽ nhất là nó có tất cả là 7 cái tâm động tốc. Thì chúng ta nhớ rằng cái tâm động tốc thứ nhất này nó sẽ trổ cái quả trong kiếp hiện tại. Cái tâm động tốc cuối cùng này nó sẽ trổ quả trong cái kiếp kế tiếp. Còn 5 cái tâm động tốc chính giữa nó trổ sanh bất cứ lúc nào mà chúng ta còn luân hồi, khi nó hội đủ điều kiện nó trổ sanh. Thành ra khi chúng ta học giáo pháp rồi thì chúng ta hiểu rất rõ rằng cái hiện kiếp của mình đây là mình có thể nhận quả mình vừa gieo trồng, mình có thể nhận quả từ những cái kiếp trước. Khi chúng ta có trí, chúng ta nhận ra được cái điều này. Chúng ta không có trí, chúng ta không nhận ra điều này. Thì chúng ta sẽ nói, tại sao người ta đối xử với mình như vậy? Tại sao cái hoàn cảnh nó tại như vậy? Tại sao những người như vậy? Chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi tại sao? Mà có một cái câu hỏi, câu trả lời rất là giản dị mà chúng ta không có chịu chấp nhận. Thì chúng ta, cái câu trả lời chúng ta là chúng ta đang nhận cái quả của mình. Cho nên á, là dẫu cho người ta đối xử với mình tốt hay xấu, dẫu người ta thương mình hay ghét mình, thì cái quý nhất mà trong cái đời sống mà chúng ta ý thức ra rằng đó, là cái chuyện làm tốt chính là cái chuyện chủ yếu của chúng ta, chứ không phải rằng chúng ta căn cứ vào cái mối quan hệ mà chúng ta đã tạo tác ra đó. Thì cái mối quan hệ đó người ta cho mình cái điều tốt thì mình mới làm tốt, còn hãy người ta đối xử với mình xấu thì mình liền lập tức làm xấu. Chúng ta không nô lệ như vậy, bởi vì mối quan hệ này chúng ta tạo ra mà,
Đây là cái ngã của mình đây, cái tôi của mình đây, cha mẹ anh em mình đây nè, bà con dòng họ mình đây nè, bạn bè mình đây nè, tất cả những người thân mình đây nè, cái mối quan hệ mình càng ngày càng lớn. Chính mình tạo ra, từ trong này mình tạo ra, từ trong này mình nối kết ra, nối kết lần lần, mình tạo cái tác lần lần mà. Nhưng mà cái sai lầm của mình đó, là cái niềm vui nỗi buồn của mình đó, là mình chịu tác động ngược ra lại, tác động từ bên ngoài vào. Đó là cái sai, phải nhận ra. Bởi vì khi mà trong cái đời sống hiện tại này đó, mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống lành thì chúng ta thoát khổ. Còn bây giờ chúng ta đặt điều kiện ra, mình có hiếu với cha mẹ thì cha mẹ phải biết cái hiếu của mình, phải thương mình. Mình có anh em mà mình hết lòng với anh em cũng phải có tình với mình. Mình chung thủy với chồng vợ thì chồng vợ cũng phải có tình với mình. Mình đối với bạn bè, với xã hội, với tất cả mọi người mình tốt đẹp thì người ta phải tốt đẹp với mình. Đó là mình muốn. Đó là mình muốn. Chứ không phải luật nhân quả. Luật nhân quả là khi cha mẹ mình, anh em mình, tất cả những người này là xuất hiện trong cuộc đời mình là quả của mình. Quả này có thể thiện, quả này có thể bất thiện. Quả này có thể nay thiện, mai bất thiện. Nó đổi dời mà. Nó đâu có cố định. Còn cái chuyện mà chúng ta cố định được đó, là chúng ta đây, trong cái mối quan hệ mà mình thiết lập đây, mình hãy đem cái điều lành của mình gieo xuống. Còn người ta đối xử với mình như thế nào là chuyện của người ta. Còn khi mình chịu không được, mình có quyền ngừng lại, không có tội lỗi gì cả. Và nếu mình thấy cái chuyện mình cư xử tốt với người ta là vô ích và nghịch lý, mình có quyền yên lặng. Mình có quyền không gieo ở cái mảnh đất đó nữa. Nhưng mà những cái phát hiện của mình vẫn tiếp tục mình gieo trên những mảnh đất khác. Công việc của chúng ta là chúng ta làm cho cái kho thiện của mình đó, nó được mở ra, nó được rải ra. Còn khi mình dừng lại cái chỗ nào đó, trong cái mối tương quan hai chiều này, mình dừng lại ở chỗ nào đó để mình chờ đợi cái mối tương quan hai chiều này, thì trong Đạo Phật nói đây chính là tham. Và cái quả của nó sẽ là quả của đau khổ. Tại sao? Mình dính mắc vào cái chuyện có đi có lại. Mình dính mắc vào cái chuyện là mình tốt, để mình trông chờ rằng người ta cũng tốt với mình một chút xíu. Mình có thể tốt với người ta 100 lần, mình mong muốn người ta tốt với mình một lần cũng được. Nhưng mà đừng có không tốt. Sai rồi. Cái sai nó nằm chỗ đó. Chúng ta đã làm rồi thì không chờ, không đợi. Bởi vì chúng ta hiểu như thế này, khi chúng ta gieo xuống rồi thì cái quả an vui này chắc chắn chúng ta có. Chứ không phải cái mảnh đất mà chúng ta gieo trồng đó nó sẽ tốt với ta. Cha mẹ ta, con cái ta, chồng vợ ta, bạn bè ta, tất cả những người sống với ta là cái ruộng phước của mình gieo xuống. Và khi cái ruộng phước chúng ta gieo xuống vậy đó, thì cái quả chúng ta chắc chắn tổ rồi. Trổ khi nào thì chúng ta đã biết rồi. Trổ trong hiện kiếp, trổ trong kiếp tới, trổ bất cứ khi nào thì chúng ta biết chắc chắn là nó trổ rồi. Và nó trổ này đó, nó câu thông với tâm, nó không câu thông với con người. Tại sao vậy? Tại vì ai rồi cũng chết mà. Người ta sẽ đổi hình hài, tâm tánh người ta cũng đổi luôn mà. Có khi người ta đổi tốt, có khi người ta đổi không tốt, đâu có biết được, đâu có chờ đợi được. Nhưng mà khi mình gieo trồng đó, bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm thiện hay thiện trí? Thì cái quả mình trổ sanh đó, mình sẽ gặt lại nơi những người mà mình gặp lại, họ có cái thiện và thiện trí. Cái luật nó đi là như vậy. Khi mình hiểu như vậy thì mình biết rằng
Mình làm cái điều lành nó không mất đi đâu cả. Và tại cái chuyện mình tu học, mình rèn luyện cái trí văn, trí tư, trí tu của mình không mất vào đâu cả. Của cải trên thế gian này chúng ta lao tâm khổ trí để tạo ra nó là tục sản. Ngày chúng ta ra đi, tục sản dành cho ai có phước sử dụng. Nhưng mà thánh sản là những cái chúng ta mang đi đây, những giờ chúng ta học pháp đây, những giờ chúng ta tu tập đây, những giờ mà tâm trí chúng ta hướng về cái điều lành đây, thì cái thánh sản này nó không bao giờ mất và cũng không ai cướp đoạt của chúng ta. Người ta có thể giết thân mạng mình nhưng không cướp đoạt được thánh sản này. Đó là cái mà khi chúng ta sinh ra trong cái đời này đó, chúng ta đã không thấy rõ nó, cho nên chúng ta chỉ đi theo cái tục sản mà thôi. Cái tục sản đó là gì? Là cha, là mẹ, là anh, là em, là chồng, là vợ, là tài sản, là của cải, là công danh sự nghiệp, là lý tưởng, vân vân. Tất cả những thứ trên thế gian này, ngày nào chúng ta còn cái hơi thở thì nó còn là ích lợi cho chúng ta. Nhưng mà cái hơi thở này kết thúc rồi, ai có phước xài, ai có phước thôi. Còn mình bám vào thì mình sẽ không biết sẽ phải ra sao. Mình bám vào thì mình chỉ có khổ thôi. Thấy không? Không có cái cách nào khác hơn cả. Bám vào tài sản thì thành chó giữ nhà, thành rắn giữ nhà, thành giả xoa để bảo vệ nó. Bám vào chồng vợ thì thành ma, thành quỷ. Bởi vì khi nó ức quá rồi bắt đầu là phản ứng mà dữ dằn lên thì nó thành quỷ. Còn khi mà nó bám vào để nó đau khổ, nó khóc lóc thì nó thành ma. Nó hoàn toàn không có ích lợi. Nhưng mà cái thánh sản chúng ta mang đi thì nó luân hồi trong bao nhiêu kiếp đó, thì chúng ta ôm được ba cái nhân lành. Đó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Ba cái, mà đặc biệt là trí tuệ. Tại làm sao mà cha mẹ chúng ta đó muốn rằng ráng học đi con, ráng học đi con, học xong rồi muốn cái gì cũng được. Còn bây giờ đang học mà yêu đương nhăng nhít thì khổ lắm con ơi. Tại sao nói vậy? Tại vì đó, cha mẹ mình đó, tuy không cắt nghĩa được, nhưng mà có một cái đức tin và có một cái sự hiểu biết rằng là khi mình đi học mình phát sinh cái trí thông minh. Và cái trí thông minh này là cái tài sản không thể mất được. Còn cái chuyện yêu đương chồng vợ đó mất dễ dàng lắm. Và chúng ta không làm chủ được những thứ đó. Nhưng mà mình rèn luyện cái trí thông minh của mình đó, nhiều đời trong cái luân hồi, với bất cứ một cái hình dáng nào mà chúng ta có một cái trí thông minh thế gian, thì chúng ta thích ứng với đời sống thế gian rất dễ dàng. Cho nên mình rèn luyện trong cái học hỏi về chữ nghĩa, học hỏi về cái nghề nghiệp, học hỏi về cái tinh tế trong lúc mình làm việc, thì cái đó là trí thông minh. Trí thông minh nó không phải chỉ nằm ở bằng cấp, nó chỉ là một phần nằm ở đó. Một cái phần á, thứ hai nữa mà nó hiện rõ nét là trong cái nghề nghiệp mình, bất cứ cái nghề gì, cái nghề gì mà chúng ta thiện xảo trong cái nghề đó thì đều hiển lộ cái trí thông minh của mình. Và cái trí thông minh nó xuất hiện ở cái chỗ bất cứ mình làm cái gì mình đều tinh tế hết. Mình đều có khả năng mình nhìn vào, mình biết cái nào trước, cái nào làm sai. Khi nó làm sai, khi mình sai đó, mình biết là nó hư cái chỗ nào, mình biết chỉnh ngay đúng cái chỗ đó. Đó là cái người thông minh. Cho nên cha mẹ mình chỉ muốn mình có cái điều đó rất là rõ ràng. Còn khi mà mình đi vào cái con đường về tâm linh đó, thì Đức Phật dạy mình cần có cái trí tuệ về mặt tâm linh. Để biết cái gì? Để biết là những, tất cả những gì mình ứng xử, mình gieo trồng, nó thuộc về thiện hay bất thiện. Thì cái trí tuệ về tâm linh đó, khi mà chúng ta làm điều thiện hay bất thiện, để chúng ta đi tới là chúng ta hưởng cái sự an vui hay là chúng ta phải chịu cái đau khổ. Vừa rồi khi mà sư cô đi đến Montreal á, thì cái
chú Phật tử chú lái xe cho sư cô đi qua cái cầu. Thì khi đi qua cái cầu đó thì chú cô thấy ở hai bên cái thành cầu đó, những cái thanh sắt đó bằng lửa nè, mà nó đóng khít đặt lại, nó cao như thế là 2 mét mấy rồi. Thì sư cô mới hỏi là cái sông nó đẹp như vậy, cái cầu nó đẹp như vậy mà tại sao phải làm những cái chấn sông cao lên vậy để làm gì? Thì cái chú đó trả lời là vì cái chỗ đó nó hay nhảy xuống, nó tự tử lắm, cho nên đó là nhà nước nó mới làm cái chấn sông đó. Thì sư cô mới nói tự tử thì chỗ nào chẳng tự tử được, tại sao phải đi qua cái cầu đó rồi đứng ở trên sông đó mà nhảy xuống mà tự tử? Thì sư cô hỏi vậy. Thì cái người đó mới nói vậy, thì sư cô phải biết con người mà chết cũng phải hoành tráng một chút chứ. Thành ra mình đứng trên cái cầu mà nhảy xuống thì coi nó hoành tráng hơn. Thế thôi. Thì nói như vậy để mình thấy cái gì? Mình thấy rằng không phải đó, cái phước báo về vật chất là nó quyết định cái hạnh phúc đời mình, mà tất cả đó, nó nằm trong cái trí tuệ tâm linh đó, để mình biết chọn cái con đường đưa đến quả an vui hay con đường đau khổ. Người ta đâu có thiếu thứ gì, tiền bạc nhà cửa, cái sự bình yên trong cái đời sống xã hội mà nó đã thanh bình lâu rồi, một cái đất nước hiền hòa như thế, thì cái đời sống vật chất đâu có phải lo lắng gì nữa. Chỉ có là mình đã được rèn luyện rồi, bây giờ mình chỉ làm việc bình thường là có thể sống an vui. Nhưng người ta không tìm thấy được. Như vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng, trong cái đời sống mình nó có chia ra 2 phần rất rõ. Một phần về trí tuệ thế gian, để chúng ta giỏi giang trên thế gian này mà chúng ta thành công, chúng ta có nhà cửa, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, có tất cả những cái điều tốt đẹp trên thế gian này là mới một phần thôi. Còn cái phần thứ hai đích thực đem đến cho chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc, nó nằm vào cái trí tuệ tâm linh. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đó nghiêng về cái trí tuệ thế gian nhiều, bởi vì chúng ta đó thực tế chúng ta cần có tục sản. Không có tiền bạc, không có một cái đời sống ổn định thì nó lao đao lận đận, nó khổ lắm. Có thể tất cả những cái mối quan hệ của mình nó phải bị chia liệt. Cho nên chúng ta phải có những thứ đó. Nhưng mà sau khi chúng ta có rồi đó, thì chúng ta thật sự có đạt được cái hạnh phúc không? Hay là sau khi chúng ta có rồi chúng ta thấy hài lòng, nhưng hạnh phúc đích thực là không? Thì chúng ta phải cần tìm đến một cái đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh á, chúng ta cứ tưởng tượng ra rằng là phải một cái thế giới nào đó, phải một cái cõi nào đó, phải là những cái chúng sinh nào đó mà mình kết nối. Không, nó chính là đời sống nội tâm của mình. Và khi thân hoại mạng chung đó, mình tái sanh bất cứ cái cảnh giới nào thì mình thành chúng sinh những cảnh giới đó. Tại sao bây giờ mình nói tới tâm linh là mình nghĩ phải câu thông với cõi âm, phải câu thông với cõi trời thì nó mới là tâm linh? Nó chỉ là một phần. Cái phần chính yếu và thực tế nhất của mình á, thì chính là đời sống nội tâm của mình. Và đời sống nội tâm của mình á, đưa mình đến an vui hay đau khổ là đây. Và chúng ta nhớ rằng những gì chúng ta suy nghĩ trong đầu, những gì chúng ta phát biểu ra, những gì chúng ta ứng xử, nó tạo nên nghiệp thiện và bất thiện. Và đường luân hồi chúng ta nó đi vậy. Hết một cái số kiếp chúng ta là như vậy, thì tại sao chúng ta lại phải chờ đợi nó cái người khác ứng xử với mình? Và khi mà sư cô có dịp nói chuyện với các cháu trẻ trẻ từ 20 cho đến 30, thì sư cô mới nói thế này: cái chuyện mình đến một cái lứa tuổi nào đó mà mình cần có cái người bạn khác giới để mà mình thành lập cái gia đình, cái tổ ấm cho mình là cái chuyện bình thường, tốt đẹp, không có gì để mà bàn hết. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á là khi mình muốn nối kết thì mình cứ coi á, mình đây là cái nhà nè, mình mời người ta tới đây. Và khi mình thấy là người ta đến mà người ta quậy nát cái nhà mình rồi đó, thì mình có thể là
đi ra khóa cái cửa lại. Nhớ mà cái dại dột nhất trong yêu đương đó là khi mình mời người ta tới rồi cái mình giao chìa khóa cho người ta luôn. Cho nên hễ người ta vui là mình thấy vui lắm, mà bữa nào người ta quạo lên là mình thấy đời mình đen tối. Rồi đến khi người ta bỏ đi là mình đập phế cái nhà mình đập hết tất cả. Mình trao cái chìa khóa của mình cho người ta. Được chưa? Cái dại dột nằm ở chỗ đó. Thiếu cái trí tuệ về tâm linh nằm ở chỗ đó. Chúng ta đó cần có thêm người trong cái đời sống chúng ta để vững chãi hơn, để sáng suốt hơn. Chúng ta mời đến, chúng ta kết nối đến, để chúng ta tạo một cái mối quan hệ tốt đẹp cho chúng ta. Nhưng mà cái quả của mình đó, nó không tốt, cho nên nó đến là nó đập nát hết. Không những tài sản của cải của mình đó, nó lừa lọc, nó bòn rút, mà nó còn làm khủng hoảng cái nội tâm của mình. Nó làm thương tổn về tình cảm của mình, đủ cả mọi thứ là nó đập nát rồi. Vậy mà quỳ xuống khóc lóc là cái gì? Ồ, con đi cắt mắt, cắt mũi. Mua áo, mua quần, mua vàng, mua vòng, mua son, mua phấn. Bày cái trò gì vậy? Cái trò ăn mày. Cái trò ngu xuẩn quá mà không thấy ra. Giao cái chìa khóa cho người ta, rồi người ta đi biền biển như vậy đó, ngồi đó mà ngóng đợi, rồi ngồi đó mà uống sao, rồi là tự tử chết. Ai thương mình? Không có ai thương người ngu cả. Mình ngu quá phải chịu thôi. Vừa ngu mà vừa yếu hèn, mà chưa kể nó rất là hèn hạ ở cái chỗ đó, ăn mày cái tình cảm người ta mà không thấy mắc cỡ. Bởi vì khi mà cái tham ái và cái tham dục này nó mạnh quá đó, thì cái si nó che khuất đó, cho nên nó không mắc cỡ. Và nó chấp nhận cái sự hèn hạ như vậy mà nó không nhìn ra, vì nó thiếu cái trí tuệ về mặt tâm linh. Và khi người ta thấy cái giọt nước mắt của mình á, là người ta thấy một cái cục đá quá nặng, rất là bực bội. Ta không có cảm thương đâu. Và không ai muốn sống với một cái người đó mà nó nhão nhẹt ra. Lúc nào cũng coi như là bám vào người ta, như là cái con đĩa mà bám vào đó mới có cái sự sống. Cái đó là cái gì vậy? Cái đó là cái ái dục của mình quá nặng, si mê quá nặng, che khuất quá nặng. Và con đường đau khổ hiển nhiên, và con đường thoái đọa hiển nhiên. Vậy thì chúng ta nhìn thấy tất cả những cái mà bắt đầu từ cái sự mê muội của chúng ta nằm ở trong cái tâm si đây, nó phối hợp với si phần đây, si vô tàm vô ý phóng dật đây, hai cái này nó phối hợp lại và nó có mặt trong cái tham ái, tham dục, tham luyến của chúng ta đây, tám cái tâm tham đây. Và nó cũng kết hợp khi chúng ta đau khổ đây, khi chúng ta bất mãn đây, khi chúng ta tuyệt vọng đây, nó phối hợp vào. Và tất cả những cái này khi mà nó hoạt động trong tâm của chúng ta đó, thì nó sẽ trổ các cái quả này đây. Và trong bảy cái quả mà bất thiện này đây, thì cái quả cuối cùng này nó là gọi là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Nó đưa đi tái sanh. Mà vừa rồi sư cô có nói là trong cái vô minh nó duyên hành, rồi hành mới duyên thức, thì thức đó là thức tái sanh. Thì cái thức tái sanh đầu tiên nó nằm trong những cái pháp mà nó thuộc về cái nhu nhược, cái hèn yếu, cái tội lỗi của mình ở trong tâm đây. Thì tất cả những cái đó nó hình thành để nó đưa đi tái sanh. Cho nên khi nào mà chúng ta
thấy trong tâm mình bức xúc, thấy trong tâm mình không có hài lòng, mình bất mãn, mình buồn, mình khổ, mình lo âu, mình tuyệt vọng, mình đủ mọi cái thứ mà nó tạo cho mình sự bất an đó, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã làm giàu cho cái quả bất thiện này đây. Và chúng ta đang để dành tiền để mua cái vé mà chúng ta sẽ tái sanh xuống các cảnh khổ đây. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Còn khi mà chúng ta phản ứng một cách dữ dằn, hung ác nữa đó, thì cái con đường xấu nhất đang mở cửa để chờ đợi. Rất rõ. Như vậy là tham sân si này nó thuộc vào cái phần ở đây, tạo cái nghiệp nó đây. Có bao nhiêu đó thôi mà chúng ta phải thuộc những cái công thức này nè, chúng ta phải thuộc đến chi cho mỗi lần nó khởi lên mình hiểu rằng mình đang tạo cái gì cho mình. Thông thường đó là cái đời sống chúng ta đó là chúng ta phóng tâm ra ngoài rất là nhiều. Và cái mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được hạnh phúc là chúng ta khi phóng tâm ra ngoài thì chúng ta nối kết, chúng ta dẫn cái đó về. Và chúng ta sống bằng cái con đường gì? Chúng ta đi như thế này. Con đường này sai rồi. Con đường này chỉ đưa đến đau khổ mà thôi. Thì chúng ta, những người nào mà có gia đình, có chồng vợ ha, thì cứ lấy cái cân mà cân lên. Xem cái thời gian mà chúng ta được hạnh phúc, an vui bao nhiêu. Một cái thời gian phải lo lắng, phải nhọc nhằn, phải khổ sở, phải đủ cả cái thứ linh tinh đó là bao nhiêu, thì chỉ tính thời gian mà lấy cái cân mà cân lên thì biết rất rõ như vậy. Thì cái biết rất rõ đó giống như người học trò biết rằng mỗi ngày mình có bao nhiêu điểm âm, có bao nhiêu cái điểm cộng. Thì những cái mà mình đó là linh đinh trong cái đời sống mình, cái bất an đó là cái điểm trừ. Rồi cái điểm cộng mình bao nhiêu, cái điểm trừ bao nhiêu, thì mình biết cái đường luân hồi của mình bấy nhiêu. Nó rất rõ. Chúng ta không cần phải đi xem bói, cũng không cần ai phải phán quyết cho mình cả, và cũng không cần cả một cái đấng tối cao nào để chỉ rõ cả. Khi chúng ta nhìn rõ trong tâm chúng ta thì chúng ta biết là chúng ta có thể làm cô giáo của mình để mà chấm điểm cho mình đó, là ngày hôm nay mình được bao nhiêu điểm cộng và bao nhiêu điểm trừ. Ngay cái điểm cộng của mình phải xem xét lại, thì chúng ta thấy con đường tái sanh rồi. Cho nên chúng ta sống bằng một cái triết lý vong thân. Đi ra và chờ ở bên ngoài. Trong khi đó cái đích thực đưa đến hạnh phúc của chúng ta là chúng ta từ bên trong đi ra. Để mà chúng ta đây đó giống như tạo cái nước mát, tạo những cái cơn mưa mát, mà những cái hạt nước trong lành đó chúng ta gieo xuống. Mà nước từ trong cái nguồn cội này mà nó khai đúng cái mạch lành của nó, tuôn ra bao nhiêu thì phước báo lớn bấy nhiêu và hạnh phúc lớn bấy nhiêu. Nguồn nước đó chính là đây. Tất cả cái thiện và thiện trí đây, nó là một cái nguồn mạch mà nó có thể tuôn trào những cái nguồn nước mát đó. Tại sao đó là người Thiên Chúa đó là quỳ xuống chân Đức Mẹ Maria, cái người Đạo Phật đó quỳ xuống chân Đức Quán Âm, người Tây Tạng quỳ xuống chân Mẹ Tera. Tại vì sao? Tại vì những vị Bồ Tát này đó, trên con đường tu tập để mà đắc đạo quả của mình á, người ta mở cái nguồn nước này ra, mở hết cái nguồn nước này. Và cái vị mà chúng ta gọi là Đức Mẹ, chúng ta gọi là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì những người này đó đúng cái năng lực của cái người này đó là người ta có thần thông. Cho nên mấy cái Đức Quán Âm có cái câu thế này: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
cái chữ quán này hay chữ quan này đó là khi mà coi như là xem xét hết khắp trong thế giới ta bà đó, mà thấy ai khổ hoặc là nghe cái tiếng ai kêu cứu vì đau khổ thì vị này đó, thần thông của mình có thể phân thân ra để cứu. Cái phân thân ra để cứu là như thế này, là do cái người A này gieo trồng phước báo, thì trong cái số đó ai nổi cộm nhất đó thì cái lực thần thông này nó sẽ trợ duyên cho cái người này đến đây để giúp. Còn nếu như cái người A này đó là không có gieo trồng một cái gì hết thì có cầu cứu bao nhiêu cũng rất là mờ mịt. Thật sự nó sẽ có như thế này, cái đời này có thể người ta không gieo trồng nhưng mà cái tiền kiếp người ta cũng đã có gieo trồng, và bây giờ nó phải chờ cái thời gian để nối kết, thì nhờ cái lực đó kết hợp vào. Thì quý vị thấy không, hạnh phúc của những cái vị Bồ Tát á nằm ở cái chỗ là đưa cái suối nguồn tâm linh của mình đó là mở khắp hết, cái tình thương nó mở rộng hết. Còn mình thì tình thương có hai chiều, mình luôn luôn có hai chiều, còn cái này người ta mở ra. Và cái hạnh phúc này, cái hạnh phúc mà được mở cái nguồn mạch tươi sáng này ra đó, là một cái tình yêu thương mà nó bao giờ nó cũng đưa đến cái an vui. Nó là một cái pháp thiện, mà trong cái pháp thiện đó, cái từ bi này, cái tâm từ nó là vô sân đây, và cái tâm bi nó nằm ở đây. Và nó có cái lực của tùy hỷ nữa, nó cực kỳ lớn lao, cho nên cái hạnh phúc nó nằm ở chỗ đó. Còn cái hạnh phúc của cái người thế gian đó, mà khi phóng cái cuộc đời của mình ra để nối kết, một cái dòng nối kết thế này, và chờ cái sự nối kết trở lại, nó nằm trong cái tâm thân. Và vì vậy mà Đức Phật nói rằng là cái đau khổ của chúng ta bắt nguồn từ cái tập đế, chính là cái thân. Nó là cái dính mắc mà chúng ta nối kết đây. Chúng ta luôn luôn nối kết con đường hai chiều. Và cái dại dột nhất của chúng ta đó, khi chúng ta nối kết với ai thì chúng ta giao chìa khóa cho người đó. Mình có con, mình nuôi, mình giúp cho nó như vậy, nhưng mình giao chìa khóa nó luôn. Cho nên hãy bây giờ nó vui là mình vui, nó buồn là mình buồn, nó khổ là mình khổ, nó thất bại rồi mình thấy thất bại. Tức là nó nắm cái mũi mình nó kéo lên, rồi nó nhận cái đầu mình xuống, rồi nó kéo mình lên, rồi nó đạp mình xuống. Mình cứ đi như vậy thôi. Mà bất cứ ai mà mình đã nói được cái này đều như vậy hết. Thậm chí nhá, người ta chết rồi, thậm chí nhá, đã chia lìa rồi, mà bây giờ nó vẫn nắm lên, nó để xuống được như thường. Tại sao vậy? Vì mình nhớ tới, mỗi lần mình nhớ tới nó tốt với mình là mình bay lên, mỗi lần mình thấy nó tồi tệ với mình là nó nhẫn cái đầu của mình xuống, và mình cứ làm tiếp tục. Vì đó là một cái thói quen, một cái thói quen sai lầm mà mình không có hình dung ra được cái sự sai lầm. Mình chỉ nói một câu rất dại dột thế này, ai cũng vậy, cái bộ mình tôi sao? Ủa, ai cũng vậy đâu phải là chân lý. Nó kẻ ác nó làm ác với nhau chứ, kẻ ngu nó đi với nhau chứ, ngu tầm ngu, mã tầm mã chứ. Vậy mình cứ ở trong cái đám đó hoài sao hả? Vậy mà mình quy y Phật, quy y Tam Bảo, mình nương về Phật, nương về Tam Bảo, ở chỗ nào mà mình cứ theo cái đám đông nó như vậy, mà nó sai lầm như vậy mình theo qua để mình đưa đi tái sanh à? Thấy chưa, chúng ta thấy rõ chưa? Chúng ta thấy rõ cái tâm này nó đưa đi tái sanh nè. Và đây là cái lúc mà cái tái sanh nó có mặt đây. Và như vậy nếu người ta làm cái kiếp xuất sanh, bất cứ kiếp gì, thì nó sẽ đi cho đến khi nào chết. Mà chết rồi đó, mà nó có cái sự sáng suốt này đó, thì nó mới đổi được, còn nếu không nó bám lại. Okay.
nó đâu có nhả ra đâu. Cho nên cái nguy nhất ở trong cái chữ nghiệp nó nằm đây, nó hình thành thêm một cái thói quen. Bây giờ mình sống nè, mình có cái thói quen gì, mình thích cái gì, mình gần gũi với ai, mình kết nối với cái gì đây, thì cái giờ cận tử của mình nó sẽ có cái sự quyết định đó. Và trong cái luân hồi nó còn dính nữa, dính nữa. Đây nè, cuối cuộc đời buồn quá nè, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi chim, nuôi cá nè, dính vô. Bây giờ thấy chán rồi, mình tốn với bao nhiêu người rồi, mình lo hết cho tất cả mọi người, bây giờ nó chim bay quà bay hết rồi. Giờ ngày ngày cũng có con chó với mình thôi chứ bay đâu. Mà con chó thiệt là dễ thương. Quấn quýt bên mình thôi. Đấy, chúng ta sẽ ra được. Đấy là nghiệp. Đấy là cái thói quen chúng ta hình thành ở trong cái suy nghĩ, trong tình cảm, trong cảm xúc, trong ứng xử của mình. Nó dính rất là nhiều mà chúng ta nhìn không ra. Vì chúng ta không học được một cái cách thức là chúng ta hãy làm tuôn trào một cái suối nguồn trong mát nhất ở trong tâm của mình. Chúng ta phải tập cái này thì chúng ta mới thoát ra được, còn không chúng ta ôm cái tục sầu. Và đa số những người mà có cháu nội với cháu ngoại đó, cái này bây giờ tới cái tuổi này nó mạnh lắm. Tại sao vậy? Hồi còn trẻ đó mà sanh con ra nó cực quá, phải đi làm, phải nuôi, rồi phải sợ con hư, cho nên là mới là đưa nó vô khuôn khổ, rồi cũng la cũng rầy nó đủ cả mọi thứ trên rồi, cho nên là nó không có hiển lộ hết cái tình thương của mình. Bây giờ con cái rồi, đã yên ổn rồi, bây giờ mình cũng hưu trí rồi, không có cái gì hết. Trời ơi, cháu nội cháu ngoại là cái cục vàng để làm chi vậy? Bây giờ mới hết cái tình mẹ đây mà nó hiển, nó đầu quân qua cái tình bà cháu. Cho nên bây giờ cưng nó, chiều nó, ôi, bao che tất cả mọi thứ lại để làm chi? Để cho nó thỏa mãn cái tham ái này. Thì thấy chưa? Cũng như nuôi con chó thì nó mới thỏa mãn được. Còn bao nhiêu người lớn chim bay quà bay hết rồi, nó bay theo hai nghĩa, nghĩa đen là nó bay đi luôn, nghĩa trắng đó, cái nghĩa mà xấu của nó đó, thì cái nghĩa của nó có nghĩa rằng là cái tình cảm nó đã lạc khai rồi. Chứ bây giờ ta nối lại, nối này mới đậm đà. Cho nên người ta nói cháu hư tại bà. Và nên nhớ rằng tất cả những cái gì mà bà cho cháu tất cả đó nha, đó không phải là bà cho cháu thiệt đâu đó, là vì bà thương bà nhất. Bà muốn có một cái gì đó để bà hiển lộ cái tình cảm của bà. Cháu là một cái phương tiện tuyệt vời nhất. Thấy chưa? Cho nên nó dính mắt. Thấy không? Trời ơi, con trai với con dâu nó cũng đánh bài với nó, nó bán nhà đi. Mà bây giờ đó là xã hội đen tới mà nó ôm con nó chạy, mà mình đó là coi như không bất chấp cái tuổi già mà rượt theo để ôm hai đứa cháu nội mà. Thấy chưa? Nên nhớ rằng tất cả những cái gì mà chúng ta đi bằng cái con đường hai chiều mà chúng ta nói rằng đó là chúng ta yêu thương cái người khác đó, thì chúng ta nên nhớ rằng có 50% là cao nhất. Chứ thiệt ra lại nó có chỉ 20-30% thôi. Còn 70% là yêu những cảm xúc của mình và yêu những cái ảo ảnh của mình, chứ không phải mình yêu người ta thật sự đâu. Chưa ạ? Yêu ta thật sự đâu có làm khổ người ta được. Chiều chuộng người ta quá người ta hư chứ. Đừng có thưởng nó con nít nha. Nó tái xanh đó. Nó khôn đó. Nó nắm thóp bà nội với bà ngoại quá dễ luôn. Biết bà nội bà ngoại
yếu ở chỗ nào tao đánh tới cái chỗ đó. Nhưng mà nội bà ngoại mới nhìn không ra, chứ cháu nhìn ra hết bà ạ. À. Giờ có khi cái giờ chết thì không lưu luyến gì hết, tiền bạc nhà cửa cho hết, dính cái đứa cháu đó. Rồi luân hồi quý vị biết làm gì không? Tái sanh có khi làm vợ làm chồng với nó. Được luân hồi để đi như thế. Thành ra nó cứ dính mắc hoài. Cho nên tại sao trong đạo Phật nói cái sự luân hồi nó đi trong các cõi đó. Và nhiều lần sư cô cũng có nói cái gì, nay là chỉ mình nhắc lại thôi. Là khi mình làm con người đây nè, bốn cái cảnh khổ đây là súc sinh, quỷ khổ, Atula, địa ngục đây. Thì cái này nó còn giao lưu về đây mà. Tất cả những cái này nó đều nối kết ở đây hết. Và đây là cõi trời, sáu cõi trời đây. Thì cái mối quan hệ này nó vẫn lui tới mà. Nó vẫn lui tới trong cái mối quan hệ này. Mà nó quay trở lại, cái đường luân hồi nó quay trở lại. Cho nên tại sao mà đạo Phật nói rằng chúng ta không ăn thịt súc sanh? Tại vì có người thân chúng ta luân hồi ở đây. Đây nó đi đây. Đường luân hồi nó đi. Nó không phải chỉ có con người với con người, mà nhân quả nó sẽ diễn ra từ cái cõi trời với cõi người, rồi súc sanh quỷ khổ, Atula trừ địa ngục ra, thì nó giao lưu. Giao lưu hết, nó nối kết hết. Bây giờ mình không tin mà ma nhập thì vẫn là ma nhập. Vẫn có. Và con người với súc sinh là quá rõ rồi. Tại sao đi một đoàn mà có người rắn cắn chết, con người không có gì hết? Nó có hết, trong cái nhân quả này nó có hết. Và cái tâm chúng ta đó, khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì thì nó tạo ra quả. Thì cái quả nó chính là tục sinh này. Đưa đi tục sinh này. Là chúng ta thêm một cái. Bây giờ tới cái kế tiếp đây. Khi mình là cái người tốt, mình tạo cái điều lành, nhưng mà nó yếu, nó thiếu trí, thì nó cũng trổ cái tám cái tâm quả thiện đây. Mà trong đó có cái tâm quán sát, thọ xả, quả thiện vô nhân. Này là bất thiện, còn cái này là thiện. Thì cái này nó đưa đi tái sanh. Nó đưa đi tái sanh. Nhưng mà cái tâm quả thiện vô nhân này đó, thì nó, cái người này nó sinh ra nó là nó thiếu cái phước trí của nó yếu. Người ta còn gọi nó là cái người lạc vô nhân. Thì thông thường nó là những người này có phạm giới thứ nhất, tức là cái giới sát có phạm thứ nhất. Nhờ khi cái người này phạm rồi đó là có hối lỗi và có tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp để mà làm cho giảm những cái ác nghiệp của mình đi. Thì cái người này sẽ tái sanh với cái tâm này, thì nó sẽ bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. Và trong cái tật nguyền nó có nhiều loại. Một là nó thiếu căn, hai là nó dư căn. Nó thiếu căn thì ví dụ như là bây giờ nó không có mắt, hoặc tai nó không nghe được, hoặc là nó không nói được, hoặc là thiếu một cái phần thân thể. Thì nó gọi là người này thiếu căn. Hoặc là dư căn thì cái người này là lưỡng tánh, là ái nam ái nữ. Và nó có những cái trường hợp đó, là đau khổ hơn nữa đó, thì cái người này sanh ra như vậy là cái hệ thần kinh đó, nó suy, cho nên là nó sanh ra nó đần. Có khi nó bị động kinh, rồi cái con đường của nó là về sau nó cũng rất dễ là đi vào trong cái những cái bệnh viện tâm thần để ở trong đó. Nó bị rất là nhiều thứ. Nhưng mà dẫu sao đây cũng là một con người. Thì chúng ta sanh ra làm người vậy. Thật ra trong năm giới đó, cái giới sát đối với người Phật tử thì giới sát đứng hàng đầu. Bởi vì cái những cái này đó
nó đưa đến cái đau khổ nhiều đó. Và quý vị muốn biết cái quả của giới sát á, quý vị nên đến những cái bệnh viện mà nơi đó là những cái trung tâm phẫu thuật thì hiểu đó như thế nào. Cái thứ hai là đến những cái chỗ mà người ta chữa trị những người mà bị tật nguyền hai chi trên hoặc hai chi dưới, đó là những cái nơi mà quả của nghiệp sát nó hiển lộ ra, nó nằm ở chỗ đó. Cho nên cái người mà sinh ra đó, cái tật nguyền bất cứ nơi nào đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái quả nghiệp sát họ đã tạo ra như vậy. Hoặc là cái người sanh ra bình thường nhưng giờ gặp tai nạn hay là cái gì đó mà họ mất một cái phần thân thể đi, thì nó cũng nằm trong cái quả nghiệp sát. Hoặc là do bệnh tật mà người ta phải cưa mất, phải cắt mất một phần từ nội tạng bên trong cho tới bên ngoài, nó cũng là nằm trong cái nghiệp sát. Nên là đối với cái người cận sự nam và cận sự nữ thì giới sát đứng hàng đầu. Đối với người xuất gia thì giới tà dâm đứng hàng đầu. Phạm vào cái đó thì nó gây cho mình không biết bao nhiêu cái sự đau khổ. Và con đường địa ngục của người xuất gia nhanh nhất là con đường phạm vào trong cái giới tà dâm. Mặc dù bây giờ mình có che mắt thế gian, mình che ai thì mình che, chứ còn trong tâm của mình á, là nó phải trổ những cái quả của nó, không? Trổ những cái quả bất thiện của nó. Thì đây là một trong những cái quả mà khi người ta phạm mà người ta đã hối. Và phạm rồi là biết sửa đổi, biết gieo lại tất cả những cái điều lành thì đã được tái sanh làm người. Nhưng mà người này đó đặc quyền trong bụng mẹ, đây là hai cái, có hai cái tâm đi tái sanh. Còn lại, sư cô chỉ tổng quát đây, còn lại là cái tâm tái sanh nó nằm ở chỗ là các cái pháp thiện, tám tâm thiện của mình mà mình tạo tác được thường xuyên thì chúng ta đi tái sanh bằng tám tâm này. Và bây giờ mình ngồi đây tất cả nhé, ai mà có cái phước á, mà cha mẹ sanh ra mà lành lặn, không có một cái khuyết tật nào hết á, thì chúng ta sẽ sanh ra bằng tám cái tâm quả thiện này. Đây, tám tâm quả thiện này. Như vậy là chúng ta sẽ có tám tâm quả thiện đưa đi tái sanh. Quả thiện này thường đi tái sanh làm người và tái sanh làm chư thiên ở cõi dục. Tức là chư thiên ở cõi trời dục giới. Rồi bây giờ chúng ta nói cái này chút xíu nữa rồi nghỉ. Đây là khi mình tu thiền, mà đắc thiền thì nó sẽ trổ quả. Đắc thiền vô sắc giới trổ quả, thì vậy chúng ta có tất cả là 9 nữa. Tức là 5 cái tâm thiền sắc giới, 5 quả thiền sắc giới, 4 quả thiền vô sắc giới đưa tái sanh lên cõi trời. Và nơi đây cũng tái sanh lên cõi trời. Này tái sanh 20 cõi trời, này tái sanh 4 cõi trời là 24, đây cõi trời là 6. Như vậy cõi trời dục giới là 6 cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới là 20, cõi trời vô sắc giới là 4. Xin lỗi, 16 chứ không phải là 20, 16. 16 với 4 là 20, đây là 26. Một cõi người là 27. Và 4 cái cõi khổ là 31. Đó. Như vậy đây là 19 cái tâm tái sanh. Còn gọi là thức tái sanh. Mà chúng ta nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thì thức là đây. Đó, thì bây giờ chúng ta rút lại nha. Nếu mà hàng ngày chúng ta làm điều thiện thì cái khi mà tổng kết lại, chúng ta có cái thiện này, chúng ta đưa đi tái sanh làm người hoặc chư thiên ở cõi dục. Nếu chúng ta tu đắc thiền sắc giới và vô sắc giới thì chúng ta sẽ tái sanh ở cõi thiền, ở cõi trời cao hơn. Thì sư cô nói là mình đi tái sanh bằng cái tâm
cái tâm mà thứ nhất đó, đó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì mình tái sanh xuống bốn cảnh khổ. Thì chúng ta nói đây là cái cõi này là cái cõi người đây, người đây, người thì có nửa lạc nửa khổ, tức là do cái nghiệp lành mà chúng ta có cái lạc đó, phần đây phần khổ nó nằm ở đây. Mà khi trong cái đời sống á, mà chúng ta làm cho cái phần tâm tối chúng ta nó nặng nề đó, thì nó sẽ kéo xuống cái cõi khổ đây. À, thì vậy chúng ta tính cái cõi người này là một đây, cõi người này là một. Ở đây chúng ta có cõi súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì như vậy trong dục giới chúng ta có cõi người là một, bốn cõi khổ là năm, và sáu cái cõi trời dục giới đây, sáu cõi trời dục giới là nó đi 11, sáu cõi trời đây, sáu cõi trời dục giới là đi 11. Thì nãy thưa cô có nói với gì đó là cả cái tâm quả thiện đây này là mình có thể tái sanh lên cõi trời. Thì mình nè, mình người ở trong cõi dục đây nè, khi mình tái sanh làm người, mình tái sanh bằng các cái tâm này. Thì khi mà các cái tâm quả này nó chia làm hai loại, giống như đây mình nói là cái tâm hợp trí và cái tâm ly trí. Thì nó có bốn cái hợp trí và bốn cái ly trí. Bốn ly trí này tức là thiện. Mà cái hợp trí này tức là thiện trí đây, thiện có trí đây. Đó. Còn cái này chỉ là thiện thôi. Thì cái này sư cô giảng rồi, chỉ là ôn lại thôi nha. Thì cái người mà tái sanh bằng bốn cái tâm thiện này đó, tâm thiện mà thiếu trí này đó, thì đây là những người tốt. Những người tốt, những người biết làm cái điều lành, hướng về cái điều lành, hướng về cái điều tốt. Nhưng mà hướng về cái tu tập thì chưa có mạnh. Những người này có thể hộ trì tam bảo, làm từ thiện rất là nhiều, tốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà để đi nghe giáo pháp, để mà hành trì tu tập thì còn mỏng manh lắm, chưa có gắn bó vào. Thì cái bốn cái người mà sinh ra và giới thiện và thiện hợp trí đây đó, thì có những người người ta gọi là có hàng tâm hàng sản người ta bố thí, mà năm giới người ta không phạm, mặc dù người ta có thọ hay không thọ thì không nói cái đó, tức là năm giới, tức là sát sanh, trộm, tà dâm, rồi đây là khẩu nghiệp, rồi đây là rượu và các chất say, tại sao mà sư cô nói là cái người có thọ giới hay không thọ giới, biết giới hay không biết giới, không bàn cái chỗ này là tại sao vậy? Là bởi vì đây là một cái chân lý về mặt tâm linh. Mình là cái người đạo Phật đó, thì mình biết rõ cho nên mình mới quy y, mình đương theo cái này. Còn những người khác tuy người ta không có biết cái gì cả, nhưng mà cái con người mà nó có cái lương tâm của con người đó, có cái tâm trong sáng, trong sạch của con người đó, người ta đi vào con đường lành, con đường tốt thì người ta không có phạm những cái giới này. Nhất là những giới thô là người ta không có phạm. Thì cái người mà không phạm những cái giới thô này mà lại có cái hằng tâm, hằng sản làm cái điều lành, điều tốt thì người ta vẫn tái sanh lên cõi trời. Vậy hiểu chưa? Vẫn tái sanh lên cõi trời. Cho nên một trong những cái điều mà chúng ta có thể tái sanh lên cõi trời đó là đầu tiên là chúng ta giữ giới rồi. Năm giới thì chúng ta không phạm, giới thô. Và chúng ta giới tế, chúng ta càng đi sâu hơn nữa thì càng tốt. Rồi là chúng ta hành giới, tức là mình đã không sát sanh mà mình còn á, là cứu giúp những cái chúng sinh người ta thoát khổ, thoát chết. Thấy không? Mình trợ duyên với nhau trong đời sống vân vân, thì cái đó gọi là hành giới. Và mình thành tựu được cái này thì tái sanh lên cõi trời.
Và nếu như nơi cái cõi trời này đó mà cái quế nhiễm của mình còn thì mình vẫn phải bị thôi. Đó, ví dụ mình sanh ra và với cái tâm quả thiện này đây. Nhưng mà cái dòng chảy về tâm thức mình nó vẫn là chia đôi. Tức là cái phần thiện của mình nó nằm đây. Và thiện có trí mình nó nằm đây. Thì đây là cái phần quế nhiễm tham sân si của mình. Thì cái người mà được tái sanh lên cõi trời đó, thì chúng ta có thể hình dung như thế này. Là những cái phần mà coi như những cái phần mà xấu người ta là nó bị chôn xuống. Mà cái phần tốt này nó nhiều hơn phần tốt này. Nhưng mà đâu có ai cấm cái phần này nó nổi lên. Mà khi nó nổi lên như vậy đó thì cái người nào có thể là chấm dứt thân hoại mạng chung ở cõi trời, rồi lại tái sanh xuống bất cứ cái cõi nào mà trước đây người ta đã phạm. Người ta có thể tái sanh xuống cõi người, và người ta có thể tái sanh xuống những cõi xấu hơn ở dưới này. Có thể làm súc sinh, có thể làm quỷ khổ, có thể làm Atula, có thể địa ngục, đâu có biết được. Vì nó vẫn còn cái quế nhiễm ở đây. Thì như vậy đó, cái người mà có hàng tâm hàng sản mà phải có cái giữ cái giới này, nhất là giới thô, thì cái hàng tâm hàng sản đó chính là nó nằm trong cái giới thứ hai đó. Tức là mình không có lấy của ai hết mà mình lại còn cho người ta, mình lại còn tài bồi giúp đỡ người ta, thì cái đó là bố thí. Bố thí nó nằm trong cái hành giới của cái giới thứ hai. Tức là mình không có trộm cắp tài sản, không có lấy của không cho, nhưng mà mình lại cho của mình cho người ta, mình giúp đỡ, mình đóng góp thêm, mình xây cầu xây đường, mình làm cái lợi ích chung cho xã hội, ai đau ai khổ ai thiếu ai thốn mình đều giúp đỡ hết. Thì đây là hành giới, không trộm cắp mà còn hành cái giới để mà làm giàu của cải tài sản để tạo trợ duyên cho người ta. Thì như vậy đó, những người này khi mà hành giới được thì người ta tái sanh lên cõi trời. Hiểu cái này chưa? Còn cái cõi trời mà nó nằm đây nè, cái cõi trời mà sắc giới vô sắc giới đó, thì cõi trời sắc giới là nó nằm ở đây. Là khi nào mình thu thiền định và mình đắc thiền định tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, thì nhất định phải tái sanh lên cõi trời cao hơn cõi trời phạm thiền. Đó, thì những người này tái sanh lên cõi trời đây. Và những người này đã hưởng cái phước báo lâu dài hơn những người mà tái sanh lên cõi trời dục giới. Và khi mà người ta tái sanh lên cái cõi trời này đó, thì cái phước của ta là toàn ở chung với những người đã tu như người ta. À, tu như người ta. Mà cái quế nhiễm thì nó ít hơn. Và phần lớn người ta đều có thể kiểm soát được những cái phản ứng trong tâm của người ta, thì ta tái sanh lên cái cõi trời này. Rồi bây giờ tới cái thứ ba là tái sanh lên cái cõi trời này đó. Thì cái cõi trời vô sắc giới này đó là cái cõi trời này, nó cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới là cái người này nó tái sanh ra nó không có cái sắc thân. Tại vì trong khi người ta hành thiền đó, người ta nói có thân là có khổ. Cho nên cái người này đó, trong cái hành thiền đó, thì chú nguyện làm sao đó là coi như là mình bỏ cái thân này rồi thì không lấy cái thân nào nữa hết. Rồi nó có những cái người đó là sinh ra trong cái cõi trời mà gọi là cõi trời vô tưởng. Cõi trời vô tưởng này là cái khi mà hành thiền đó, thì mình nghĩ rằng là do cái tâm của mình nó nhảy nhót lung tung quá, nó tạo tác nhiều thứ quá. Cho nên là mình nguyện là nếu mình tu, mình đắc cái thiền rồi thì đừng cho cái tâm nó hoạt động. Cho nên là cái người này sanh ra đó thì nó không có sanh ra bằng danh mạng quyền, tức là nó không sanh ra bằng tâm quả, mà nó sanh ra bằng cái sắc mạng quyền ở đây. Đây, mạng quyền. Đây. Nó sanh ra bằng cái sắc mạng quyền ở đây. Thì nó có cái thân vậy thôi. Và nó sống tới 500 kiếp quả đất. Nhưng mà có thân hay không có thân thì cái đó chỉ là cái lúc mình hành thiền đó, mình muốn. Bởi vì mình thấy cái thân này tạo tác bậy bạ quá, mình không muốn có thân, thì chỉ có tâm thôi. Còn có người thấy là do cái tâm nó quậy dữ quá, cho nên thôi đừng có tâm. Nhưng mà tất cả rồi cuối cùng cũng tỉnh ra để biết sao, để biết rằng phải có đầy đủ hai thứ thì cái chuyện hành trì của mình nó mới tốt. Cho nên là phần lớn đó, sau khi hưởng hết những cái phước đó thì những vị này muốn tái sanh về cõi người. Và nơi đây họ là những người hành giả.
Và trong cái hiện kiếp mà khi họ làm người đó, họ là người tâm nhân, tức là đầy đủ nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ. Thì khi mà hành trì như vậy thì Đức Phật nói là những cái vị mà có được cái phước tâm nhân đó thì có thể là đắc đạo ạ. Đó. Mà nói cho nó kỹ hơn đó, thì có thể là cái kiếp cuối khi mà họ làm người thì họ có thể đắc đạo quả. Khi họ mang cái thân người thì họ đắc đạo quả nếu mà kiếp cuối. Thành ra có những người là mang cái thân người, họ hành trì thì họ có thể đắc vào dòng thánh. Dòng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hoặc là có những người đó họ tái sanh trong cái cõi trời sắc giới hoặc cõi trời vô sắc giới. Thì hai cái cõi trời này đó thì họ lần lần họ cũng đi vào cái con đường tu tập. Hoặc là có họ có thể trở về cái cõi trời của dục giới để họ ở đó họ tu tập, thì họ muốn cái nào cũng được bởi vì cái phước báu của người ta lớn. Thì vậy chúng ta thấy này, cái con đường về cái tâm thức của mình đó, khi mình từ bỏ những cái nó sai lầm rồi đó thì bắt đầu đi vào con đường đúng đây, con đường thiện đây, chỉ đi suốt một cái đại lộ thôi. Thì thấy chưa? Từ cái pháp thiện ở đây nè, nó đã cho mình đó là được tái sanh làm người, được tái sanh vào sáu cõi trời dục giới. Rồi nếu mình tu tập nữa thì mình lại tiếp tục tái sanh lên những cõi trời lớn hơn, phước báo lớn hơn, và sống với những người tu tập. Và đây là cõi trời vô sắc giới cũng như vậy nữa. Rồi đó là sau đó thì mình tiến lên con đường này, ở con đường đi của mình vậy. Còn nếu như mình không có hiểu biết, mình đi sai hoài thì mình cứ lẩn quẩn trong cái dòng này. Rồi cũng có khi mình tốt đây, có khi mình sai đây, có khi mình đúng đây, được đây, có khi mình sai đây. Rồi mình cứ thế mình trộn lẫn qua, ai da mình lúc đó. Với những người mình thương yêu là mình rất tốt với những người đó. Nhân, cái chữ nhân này đó để cho mình thấy rằng tốt có điều kiện. Mình thương người ta phải thương mình chút xíu chứ. Mình thương với người ta mà mình ta lạnh lùng mình chịu sao nổi. Chính vì cái chỗ mà chịu không nổi đó, nó mới là làm nên cái ái dục và mới làm nên luân hồi. Cho nên quý vị thấy không, thí dụ như chư Phật hay là chư Bồ Tát đó, người ta đâu có cần cái chuyện đó. Thì chỉ ban phát cái tình thương giúp đỡ cho tất cả mọi người, không phân biệt người đó là ai. Bây giờ một cái người tội phạm mà thuộc vào tội tử hình đi, hoặc là một cái người có địa vị cao ngất cái xã hội đi, mà có khổ đau đến với những cái vị Bồ Tát này, thì người ta chỉ biết đây là người đau khổ thì người ta giúp cho người này thoát khổ thôi, chứ người ta không quan tâm rằng đây là cái người tội tử hình hay đây là cái người có địa vị cao nhất xã hội, ta không quan tâm tới chuyện đó. Còn mình á, là trong cái yêu thương, trong cái xử sự tốt của mình á, là có điều kiện. Điều kiện là cái người này phải là người ruột thịt của mình, người này phải người thân thiết của mình, người này phải là người mình quen biết, người này phải là người mình thân quý, người này phải là cái người có giới hạnh, vân vân. Và đặc biệt là sau khi mình đối xử tốt với người này thì người này cũng phải có chút xíu gì đó, không phải quà cáp, không phải vật chất, nhưng một chút tình cảm được rồi. Một cái lời nói phải được rồi, muốn chút xíu vậy thôi. Như nó nói, và cái con đường đó là nó nằm trong những cái pháp quý nhiễm. Bởi vì nếu không mình sẽ buồn, dẫu buồn ít hay nhiều gì cũng có buồn một chút, cũng có đụng chạm trong đó. Thì nó nằm trong cái quý nhiễm, cái mặt này rồi nó lật mặt sau, mặt sau rồi nó lật mặt trước, cứ vậy rồi. Và nó làm cho mình cứ phải chìm nổi như thế này. Thì mình thấy con đường đó để mình giảm bớt, thì mình giảm bớt đau khổ, thì mình mới đi vào cái đại lộ này được. Còn nếu không, mình phải trả giá cho đến bao giờ mình nhận ra. Còn nếu không, nó sẽ nhấn chìm mình đây quý vị đây, nó nhấn chìm mình. Nhấn chìm mình xuống đây. Người ta hận vì cái người đó bỏ đi lấy chồng, người ta có thể giết người đó. Người ta hận người này bỏ đi lấy vợ, người ta có thể tàn hại người đó hoặc gia đình người đó. Thì đó con đường địa ngục nó mở ra. Rồi mình trả giá cho đến chừng nào mình mới được lên kiếp người. Tất cả nó nằm đâu? Nó nằm lẫn quẩn trong cái tham sân si này thôi. Mà vì mình không có biện biệt ra được, mình không có thấy ra được, chứ không có ai muốn mình đi con đường đau khổ cả.
Tất cả chúng ta đều muốn đi con đường hạnh phúc, đều muốn đi con đường tốt đẹp. Nhưng chúng ta nhầm. Giống như mình lái xe, mình muốn đi đến nơi, về đến chốn. Nhưng mà vì mình nhầm cho nên mình mới đi lạc đường. Đi lạc đường mình mới là kéo dài cái thời gian luân hồi của mình. Mình đi lạc đường mình mới gây tai nạn để mà đau khổ cho mình. Cho nên mình học hỏi giáo pháp để từ từ đó mình mới lái cái cuộc đời của mình đi vào con đường đúng. Chứ còn ngoài ra không có ai giúp mình đâu. Người ta chỉ trợ duyên cho mình thôi chứ không ai giúp mình. Đức Phật cũng không có làm thế mình đâu. Tất cả đều phải do mình. Đó, thì chúng ta nắm được tất cả những cái tâm đi tái sanh như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng cái phước báu chúng ta làm người đó là chúng ta đi tái sanh bằng các cái tâm này đây. Thấy chưa? Và nếu trong cái hiện kiếp này đó chúng ta làm cho những cái pháp lành chúng ta trổ sanh lên thì chúng ta tái sanh về cõi trời là cái chuyện khả năng có thể xảy ra rất là dễ dàng. Đâu có gì khó đâu. Năm giới đừng phạm. Trong năm giới đó có hành giới được tái sanh về cõi trời. Vì thấy những cái bậc tôn túc mà khi người ta tịch đó, thì hào quang sáng ngời đó là người ta tái sanh về cõi trời chứ có gì đâu. Khi cái đám tang ta quả tán thì quý vị thấy là hào quang nó cứ quần ở trên trời 5-6 tiếng đồng hồ và thượng giác khang đó, quần ở trên đó. Thì đó là chư thiên đón rước. Tu hành thì nhiều kiếp nhiều đời đó, để đi vào con đường này. Giới hạnh đâu có phạm. Thấy không? Cái đặc biệt là giới hạnh không có phạm. Năm giới này nè, giới thô không phạm nha. Giới tế có phạm. Giới tế ai cũng có phạm. Mình chưa thấy hết đó, chứ mình thấy hết là mình biết là mình có phạm rồi. Thì giới thô mình không phạm mà mình có hành giới. Bây giờ nè, thí dụ như bây giờ mình nói cái giới thứ năm nè, mình không uống rượu nè, không dùng chất say nè, không làm bất cứ một cái gì nó làm cho mê mờ cái đầu óc của mình á, mà mình lại còn tu học nữa thì đây là mình hành giới. Thì thấy rõ chưa? Mình đi nghe pháp nè đó, rồi mình tu tập nè, mình hành trì nè, mình hướng mình vào điều tốt đó, đấy là hành giới rồi. Sư cô vừa rồi sư cô đến Vancouver. Lần thứ nhất sư cô đến Vancouver, đến cái chùa đó giảng đó. Thì cái ngày đó là có cúng 49 ngày cho một cái em đó 25 tuổi. Nó chết là vì nó lạm dụng cái thuốc lắc. Và lần thứ hai đến Vancouver, thì khi mà đến đó thì không có gặp cái chuyện đó mà gặp cái chuyện khác. Và một cái cô đó là cô đến, cô bấm quỳ cho sư cô, thì cô có nói cái chuyện một cái em đó là 32 tuổi cũng sử dụng cái thuốc lắc đó. Thì lúc đầu đó bị tai biến, sau khi nằm bệnh viện một thời gian dài đó thì cái người nó cứng như cái khúc gỗ vậy đó, mà cái đầu thì nghẽo qua một bên, mà cái lưỡi thì lè ra, rồi nước miếng nó chảy ra. Vậy mà mẹ nuôi, 32 tuổi mẹ nuôi, thì thỉnh nhiều người tới chữa rồi bấm huyệt rồi này kia nọ không được, thì cổ có đến cổ giúp. Thì cô nói cho nó mềm cái tay để bận cái áo cho dễ, mềm cái chân á, bận cái áo cho dễ, chứ bác sĩ nói bây giờ cái não nó bị bệnh, nó teo lại rồi. Nó bị hư cái não bên trong rồi. Thì quý vị thấy khi cái giới thứ năm phạm không? Và nếu như bây giờ trong hiện kiếp mà kéo dài cái bệnh tật đó, thì quý vị thấy con đường tái sanh rồi. Thấy con đường tái sanh rồi, nó nghẹo ở đầu qua bên. Nước miếng mồm chảy ra, người cứng đơ như thế này, mà cái đầu thì càng ngày nó não nó càng bị hư. Thì thấy đó. Thế này nè, phạm giới đấy. Thấy chưa? Và cái này đó thì trong xã hội bình thường người ta cũng thấy không tốt mà. Thành ra cái năm giới này đó là sư cô nói là không cần phải đặt vấn đề tôn giáo. Năm giới này nó là thường giới, có nghĩa là sao? Đây là một cái chân lý mà ai muốn sống hạnh phúc, muốn tốt đẹp thì đừng có phạm vào những cái điều cai nghiệt này thôi. Ai muốn sống hạnh phúc, an vui thì giữ cái giới và hành giới. Thì cái con đường của mình tốt đẹp thôi. Mà quý vị thấy không? À, người ta
bất cứ một cái quốc gia nào, khi mà người ta bắt những cái người mà sản xuất ma túy hoặc chuyên chở ma túy, vì thấy những cái án rất là nặng, người ta vẫn làm, người ta vẫn làm. Và cái người đó thấy những cái người mà xung quanh mình đó là cùng nhau đi vui chơi những chuyện đó, thì về rất tàn phế đã thấy. Nhưng vì thấy người ta, tại sao người ta vẫn lao vào? Vì đó là cảm thọ, cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ. Một cái cảm thọ thôi. Mà cảm thọ này nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tâm thơ. Nó thỏa mãn những cái hỷ lạc đó. Và nó chấp nhận trả giá. Khi nó chấp nhận trả giá, nó nghĩ cái gì? Bỏ cái thân này là cùng. Nhưng không, còn tái sanh. Thì bây giờ nó kéo lê nè. Kéo lê, cái kiếp sống của nó kéo lê. Như vậy ta không nhận ra. Mà cái đó là nó dễ nhận ra, chứ còn những cái thứ đam mê khác của mình chưa nhận ra đâu. Nè quý vị, có những cái đam mê kỳ cục như thế này. Mình nói kỳ cục chứ người ta sẽ nói mình kỳ cục, chứ không phải người ta kỳ cục. Làm ta đam mê làm ra nhiều tiền, làm nổi mà tiền đếm không có được đó. Vậy rồi bỏ trong cái bao bố rồi quăng dưới đó, rồi chừng nào có giờ mới đếm được. Đem ra mà nhờ người ta đếm thì sợ, cho nên là đưa cái máy đếm tiền vô để đếm. Mà chỉ thích làm ra tiền thôi. Giờ ăn giờ nghỉ gì đó nó có mặc kệ, miễn làm ra tiền. Thế người ta bóc lột cái sức của mình, người ta ngược đãi mình, đến là phụng sự cho một cái thú vui. Đó là thú vui thấy mình làm tiền ra dễ, thích thú vậy thôi. Cái giờ hưởng rất là ít, nhưng cái giờ để tạo tác ra tiền thì nhiều lắm. Giờ vui vì mình đã làm được tiền. Nó cũng vẫn nằm trong cái mê này. Thì quý vị thấy không? Cái chết mà tiền nó nhiều quá, bây giờ không biết để đâu, không biết chi cho ai, không biết làm cái gì, thì nó quyến vô. Nó sẽ đi vào cái con đường hoặc là súc sinh, hoặc là ma đây, hoặc là quỷ dạ xoa đây, để bám vào để giữ cái khối tài sản đó. Vì thì thấy ta kéo lê cái nỗi đau khổ ta không? Không nhìn được. Cho nên á, đừng có tưởng rằng là những người đó họ khùng, mình cũng khùng dữ lắm á. Mình phải coi lại coi mình mê cái gì. Và mình tỉnh chưa? Tục sản nào mình dính vào coi chừng, nên gắn vào trong thánh sản. Còn cái tục sản á, phải biết cái điểm dừng của nó trở lại. Vì nó là một cái phương tiện, nó có giá trị khi mình còn sức khỏe, nó có giá trị khi mình còn sống. Còn khi mình không còn sức khỏe nữa, khi mình không còn sống nữa, hết rồi. Nhớ nha, nhớ một chuyện nha. Ai thương mình nhất á, cái lúc mình nhắm mắt rồi là họ sợ mình nhiều nhất. Họ sợ ma đó. Con mình cũng vậy, cho nó bao nhiêu cũng được. Hồi nhỏ nó đeo vậy chứ bây giờ thử mình chết mình đeo nó coi, nó quảng hồn quảng vía, nó cũng đi kiếm người trục mình ra thôi. Đó, nhớ vậy đó, để biết rằng là mình chỉ ôm được cái thánh sản của mình đây. Tất cả những cái điều thiện lành, những cái điều thiện trí của mình ra đi, bình an vô sự, và mình tái sanh bất cứ ở đâu đi nữa, đây là cái nguồn tài sản mà nó sẽ giúp cho mình đó được tất cả những cái phước lành. Còn không ai cho mình cái gì á, nhớ nha, mình chỉ nên giúp người ta thôi. Đừng có bao giờ chờ người ta cho mình cái gì hết. Ta cho là tốt, không cho là thôi. Nhưng mình cứ nhớ, mình cứ ban phát ra là cái phước mình nhất. Bởi vì sao? Mình tạo cho cái phần thiện của mình tăng trưởng. Và đây là cái con đường mà giúp chúng ta đi trong tái sanh trong luân hồi. Khi mình đã tái sanh bằng một cái tâm tốt đẹp rồi, quý vị thấy nó đi mình suốt kiếp không? Nó đi với mình suốt kiếp. Rồi nó hết một cái kiếp này đó, rồi mình để tái sanh nữa, mà cái tâm mình nó lành, nó mạnh hơn nữa, ba nhân mình cứ củng cố, nó mạnh lên, thì con đường tái sanh của mình nó mới thăng tiến lên. Còn nếu mình không mạnh lên thì mình sẽ phải suy sụp. Quấy nhiễm này là mình suy sụp, còn một chút xíu nó cũng suy sụp. Ta đã nhớ nha, dẫu cho mình có tin hay không tin, mình có biết hay không biết, mình có bằng lòng hay không bằng lòng,
thì cái việc chúng ta đi tái sanh là hiển nhiên. Và cái chuyện mà một cái dòng nghiệp nó chảy suốt trong cái đời sống tâm thức của chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác là hiển nhiên. Và khi mình học giáo pháp thì mình mới thấy đó, đấy, đây là nghiệp nè, và cái giờ cận tử đi đến tái sanh cực kỳ chặt chẽ. Cho nên tại sao mình học cái tục sinh mà toàn là nói cái chuyện nghiệp với lợi cận tử không? Bởi vì nó quyết định cho cái tục sanh. Thì thấy rõ chứ, quyết định cho cái tục sanh. Và cái này đâu có đấng thiêng liêng nào, cũng không có bất cứ ai mà hại mình hết á. Chỉ có những cái pháp bất thiện này là mình tự tạo ra và mình tự hại mình thôi. Vậy bây giờ mình trách ai? Nếu mình sinh ra tàn tật, mình đâu có trách cha mẹ được. Đâu phải cha mẹ muốn mình tàn tật đâu. Không phải. Tất cả đều do mình mà. Do mình tạo tác ra mà mình không nhận biết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta sáng suốt nhận biết ra chính mình, để biết rằng đó mình cần làm cái gì tốt nhất cho mình. Bởi vì cái tốt nhất cho mình đem đến an vui hạnh phúc. Còn mình nghĩ sai nè, hãy làm tốt nhất cho người ta để ta thương mình một chút, để ta nghĩ tới mình một chút, và mình đã chờ cái nước cam lồ đó từ cái người khác nó nhỏ từng giọt xuống mà không biết nó nhỏ cái nước gì chưa biết rồi nha. Nhưng mình cứ chờ, ngửa ra về nè, ngửa mặt lên nó để chờ, để hứng những cái đó, mà chưa biết người ta cho mình cái nước gì. Trong khi tự mình có thể tạo ra một nguồn nước, suy nghĩ lại ở chỗ này. Bởi vì ngày nào mình nhận thức ra được cái này đó, đó là một cái bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong đời sống của mình. Và mình sẽ thay đổi. Thay đổi. Quý vị theo dõi những cái trường hợp mà các cái nhà ngoại cảm đó, mà người ta tiếp xúc với các cái dông đó, là một. Cái thứ hai nữa, quý vị tìm đọc những cái tài liệu mà người ta nói về những cái người mà họ chết đi sống lại đó, thì quý vị thấy nó có một cái chân lý duy nhất thôi, là những cái người ở cõi âm á, thì bao giờ cũng nhắn nhủ với người ở cõi dương đó, hãy sống tốt với nhau, hãy thương yêu nhau. Còn những người cận tử mà khi mà họ phục hồi lại được cái sự sống rồi, họ thoát cái chết rồi, họ thay đổi hết. Họ thay đổi hết. Và họ sống mà với cái tâm này từ bi và sáng suốt của họ. Họ thay đổi hết. Đó là một cái bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cái kiếp sống của chúng ta. Để từ đó đó mà chúng ta đi cái đại lộ này. Còn nếu không đó, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mà chúng ta lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Chỉ có sự sáng suốt mới thoát thôi. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt để được sống an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.